Cũng như thầy và mọi người là em là sinh viên năm 3 rồi. Nhưng mà thật chất trước khi đến cái lớp này em rất là rầu. Bởi vì sao? Bởi vì em là sinh viên năm 3 mà kiến thức ở trong trường như thầy nói rõ thật là giết chết con người ta. Bởi vì hiện tại là em vô lớp em nghe còn nói là thất nghiệp không à. Nó nói là học xong mà học không giỏi bằng con này, học không giỏi bằng con kia. Rồi em thấy mấy bạn em chật vật với thầy, vừa đi làm thêm đó, là đi làm thêm lấy kiến thức, nhưng mà tụi nó lại đi làm như là dạy thêm nè, rồi đi làm ở trong nhà hàng phục vụ rất là mệt, mà vô lớp mà ngủ gục. Rồi đi học, nào là một đứa thôi mà nó phải học tiếng Anh, là tiếng Nhật, và tiếng Trung Quốc nữa. Em mới sợ luôn rồi, em nói trời ơi, sao tụi nó học nhiều quá à. Còn em chỉ biết mình tiếng Anh nè. Mà em không thích học mấy tiếng kia, mà em cũng thấy học em cũng không có vô. Mà em thấy lo lắm, em thấy lo cho tương lai. Mà vô lớp nghe toàn mấy chuyện tiêu cực như là phải con ông cháu cha. Nhất là em là học ở trong trường đại học lực. Thì là người ta nói là phải mua quan bán chức. Nói là bất kỳ cái chức nào ở Sài Gòn này thì đều cũng phải mua. Đó là nói thật là em nghiên cứu về cái chuyện mua chức rất là nhiều. Muốn mà là có quyền lực mà muốn để lấy thêm cái đồng tiền để gỡ lại vốn thì là phải mua trên 500 triệu. Và cái giá đó thật là rất là mắc, mà cũng chưa chắc mua được nữa, mà phải có nhiều mối quan hệ lắm nên em rầu lắm thầy. Và em á là ở trong lớp thì điểm phải cũng 7 chấm mấy, mà em nghĩ tụi kia nó học đến 8 chấm mấy lần sao mà qua nổi tụi nó. Chứ lại thầy cô giảng thì em rất buồn ngủ, nên thì bởi vì thầy cô giảng toàn những cái lý thuyết mà như thầy nói là những người đó là học xong đại học xong không có đi làm, mà là đi dạy trực tiếp, mà dạy cho em, tự nhiên nguồn gốc của Thế, tại sao Thế ra đời này nọ nọ kia, thì em rất là bức xúc. Em nói là dạy như vậy thì em không ra, mà em làm luật sư đó thì là em không thể sử dụng cái kiến thức đó được, mà ta không dạy em cách lập luận, cách tư duy, mà em chỉ thích ở nhà đọc những cuốn sách như là sách của thầy giới thiệu á, mà trong nguyên một dàn trời sách luôn thì rất là khó kiếm những cuốn sách hay, mà kiến thức của thầy chia sẻ cho em là em có thể tích lũy được 10 năm đọc sách của em nữa, và em bắt đầu thấy một cái bức tranh tươi sáng. Nhưng qua dời là một người bạn cũ em tình cờ liên lạc được với em, và nó nói là hiện nay nó đang học ở giáo dục thường xuyên thôi, mà nó học dở lắm, mà nó cũng buồn cũng rầu. Cái nó nói thôi không sao đâu, có gì mốt vào giờ tôi sẽ chia sẻ lại cho mày. Và qua đây thì em cũng làm cho ba em vui, bởi vì cái mong mỏi lớn nhất của ba em là thực chất là từ năm lớp 9 là ba em đã bảo em là phải nghiên cứu chứng khoán đi, ba thấy cái thị trường này là tiềm năng lắm, nhưng mà em bị ở trong nhà trường nhò nhét là nghĩ là cứ vô đại học học xong mà phải học giỏi ra kiếm được việc làm mà thôi. Mà em bị lừa thầy ơi, em bị lừa là bởi vì cấp 3 thì nghe người ta nói là cứ vô đại học á thì là tốt nghiệp xong sẽ kiếm được việc làm. Nhưng mà em xin chúc mừng thầy là bởi vì nếu mà có lẽ mà ngày đó thầy mà vô được đại học á thì là bây giờ thầy cũng đi làm chức quyền gì rồi, bởi vì trong cái thời bao cấp đó là học xong là mình sẽ được một cái vị trí nào đó như ba em hay là thầy của em là được cấp cho cấp trời sẽ là một cái tư duy của xã hội chủ nghĩa để không làm ta phát triển được. Nên em mà vô lớp em mà thuyết trình á là em thuyết trình rất là dân dã theo kiểu chợ lớn á. Nên mấy bạn em chửi em hơi bị khùng khùng, hơi bị vô duyên. Nói chung là không có gì tốt đẹp hết. Nhưng mà sau khóa học này thì em nhận được nhiều giá trị, và em cũng đã tìm ra được cách đầu tư. Và em sẽ chia sẻ cho ba em, mong ba em cũng đến lớp học này. Cảm ơn. Chúng ta cho bạn một tràng pháo tay.